Chào tất cả anh em cần hữu từ miền Nam ra miền Bắc. Thì hiện tại giờ shop đồ câu cần hữu có về một số cần lua Nhật bãi máy ngang máy đứng hai khúc cho anh em tham khảo. Từ hàng thường đến cao cấp nha anh em. Chất liệu thì carbon, phen Fuji, bát Fuji cho anh em tham khảo. Tất cả các hàng bên mình bán ra là còn nguyên bản 100%. Chi tiết vào cái số 1. Cái số 1 của mình là một cái cần Shimano máy đứng tay lõm, Shimano Bud One, nó có chiều dài là 1m86, độ cứng L, carbon phen Fuji số 1 anh em, Shimano. Số 2 cũng là một cây Shimano luôn. Chiều dài của nó, cây này chiều dài của nó là 1m75, Shimano Budride phen Fuji carbon. Hình thức thì như ẩm nha. Cây số 3 cũng là một cây Shimano Budride. Cây này thì đời cao, đời mới hơn, của China sản xuất, Shimano Budride carbon xoắn phen Fuji. Chiều dài của nó 1m86, độ cứng L. 1m86, độ cứng L. Cây số 4 là một cây cũng là Shimano luôn. Shimano này thì dài cũng 1m86 luôn, độ cứng là L. Hàng này của Gia Văn nha nè. Carbon phen Fuji. Số 5 là một cây AB carbon phen Bud Fuji. Luôn Nhật bãi. Em thấy đồ nảy của nó đánh mồi giả rất là. Cây này có chiều dài là 1m8, độ cứng là tầm ML. Số 6 là một cây Daiwa. Cây Daiwa Thái Lan này có chiều dài là 1m86, độ cứng là L, carbon xoắn phen Fuji. Xít luôn nha nè. Số 7 là một cây cần Suzumi Bass Bomber carbon phen Fuji Sit Gon, Fuji chân gòn. Chiều dài của nó là 1m8, độ cứng là L. Cây số 8 là cũng một cây carbon, cây này carbon xoắn anh em, phen Fuji Bass Gia Băng. Chiều dài 1m8, độ cứng M. Cây số 9 là một cây cần carbon phen Fuji. Chiều dài của nó là 1m8, độ cứng thì tầm M. Cây số 10 là một cây Olympic này thì carbon phen Bass Fuji. Chiều dài 1m8, độ cứng của nó là tầm ML. Cây số 11 là một cây UL nha anh em, Suzumi, chiều dài 1m68, độ cứng là UL, carbon phen Fuji. Cây số 12 là một cây Daiwa Thái Lan, độ cứng là UL, dài 1m68, carbon phen Fuji. Cây số 13 là một cây cần carbon phen Bass Fuji,
chiều dài là 1m86, độ cứng anh là. Tiếp tục cây số 14 là một cây cần carbon phen Fuji, bass Fuji, dài 1m86, độ cứng là M. Tiếp theo cây số 15, tiếp theo là cây số 15 là một cây cần carbon phen Fuji, dài 1m8, độ cứng là L. Cây số 16 là một cây carbon Haya, cây carbon Haya phen Fuji, dài 1m8, độ cứng là L. Cây số 17 cũng là một cây carbon luôn, phen Fuji, dài 1m8, độ cứng là L luôn. Cây số 18 là một cây cần carbon phen Fuji, chiều dài 1m8, độ cứng là L. Cây số 19 cũng là một cây carbon phen Fuji luôn, dài 1m8, cứng là L. Cây 20 Suzumi phen bass Fuji, dài 1m8, độ cứng là ML. Cây số 21 là một cây spinning phen bass Fuji, dài 1m8, độ cứng của nó là L. Cây số 22 là cũng là spinning luôn, phen bass Fuji, dài 1m8, độ cứng cũng là L. Thì những đa số những cây cần này thông số là độ cứng L hết. Hàng bãi thì nó chỉ như vậy thôi. Cây số 23, một cây carbon phen bass Fuji, độ cứng là L, 1m8. Cây số 24, một cây cần carbon phen Fuji, độ dài 1m8, độ cứng ML. Cây số 25 là một cây cần carbon phen Fuji, độ dài 1m86, độ cứng L. Cây số 26 đến cần máy ngang anh em. 26 là một cây Daiwa Thái Lan carbon phen Fuji, dài 1m86, độ cứng M. Cây số 27 là một cây cần Ryobi 1 khúc, dài 1m8, phen Fujisit, độ cứng là ML. Cây số 28 là một cây cần cán súng máy ngang carbon phen Fuji, dài 1m8, độ cứng ML, cán súng. Cây số 29 là một cây cần máy ngang carbon phen Fuji, nó dài 1m8, độ cứng ML. Cây số 30 là một cây cần Ryobi 2 khúc, dài 1m8, cây số 30 cây Ruby, xin lỗi anh em, thông số của nó là 1m68 nha, không phải 1m8, độ cứng là ML. Cây số 31 là một cây carbon phen Fuji, bass Fuji, phen Fuji Seed luôn, dài 1m8, độ cứng của nó là M. Đến những cây cần dài nha anh em, những cây này thì anh em có thể là đánh lóc đậm hoặc đánh chẽm. Cây số 32 là một cây cần dài 2m4, cây cần dài 2m4, ý carbon phen bass Fuji. Cây số 33 cũng là dài 2m4, carbon phen bass Fuji luôn.
Thì những cây cần này thì độ cứng nó tầm M hết nha anh em. Cây số 34 là một cây Shimano dài 2m7, phen Batuji. Cuối cùng là một cây cần Suzumi số 35, phen Batuji dài 2m1. Tất cả các cần bên mình bán chất liệu đều là carbon hết nha anh em. Carbon phen Fuji toàn bộ hết. Trong lô này thì toàn bộ là hai khúc, chỉ có một cây Ryobi số 27 là một khúc thôi. Thì anh em có cần gì thì cứ liên hệ trực tiếp với shop. Cứ liên hệ trực tiếp với shop, shop sẽ báo giá cho anh em. Thì lô cần lần này thì giá nó dao động tầm vài trăm đến hơn 1 triệu. Hãy báo cho anh em biết, anh em nắm giá nó cũng tầm trung so với chất liệu và phen của nó. Em tham khảo ha, có gì cứ liên hệ với shop. Em vui lòng đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ shop. Chào toàn thể anh em. Anh em kết bạn Zalo, Facebook với shop qua số điện thoại 0976 977 106. Chào anh em.